Mừng gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Món Ngon Cuối Tuần. Quý vị và các bạn, cà tím là một món ăn dân dã. Chỉ cần một chút khéo léo và biết kết hợp với những thực phẩm gia vị khác là chúng ta đã có những món ăn ngon miệng hấp dẫn từ cà tím. Cà tím thì có tác dụng rất tốt cho sức khỏe như khả năng ổn định đường huyết trong máu, giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và ngăn ngừa ung thư. Và trong chương trình hôm nay, để biết được đầu bếp của Trung tâm Tổ chức Sự kiện Uri Palace sẽ hướng dẫn chúng ta chế biến món ăn ngon nào từ cà tím thì chúng ta hãy cùng trò chuyện với anh nhé. Vâng, xin chào anh Chiến ạ. Xin chào Thanh Huyền. Rất vui được gặp quý vị khán giả trong đài truyền hình Bắc Linh. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn quý vị và khán giả món cà tím om nồi đất. Món này thì chúng ta cần những nguyên liệu nào? Và để chuẩn bị món cà tím om nồi đất thì chúng ta cần nguyên liệu. Trước tiên là chúng ta phải có cà tím. Đây. Sau đó chúng ta có ớt xanh đỏ Đà Lạt, hành tây, nấm hương, thịt xanh. Và cái quan trọng của món gà tím này đó là một chút cà khô. Nguyên liệu để gia vị đi kèm thì chúng ta có mì chính, muối, tiêu, hạt nêm, tỏi, xì dầu và dầu hào. Và bây giờ tôi sẽ đi vào chế biến món ăn. Trước tiên để làm được món cà tím món lời rất ngon thì chúng ta cần chọn những quả cà tím mà nó non, hạt nó không bị già. Và quả cà tím thì nhìn nó phải mượt, không bị sâu. Uống là tươi đúng không anh? Đúng. Mình đang chế biến cho khó người ăn đúng không ạ? Đúng rồi, đây là một cái tộ. Thì mình chế biến một tộ thì cho khoảng 6 người ăn. Để chế biến 6 người ăn thì mình chuẩn bị khoảng bao nhiêu cà tím này? Thì mình rơi tầm vào khoảng tầm nửa cân cà tím, có khoảng 500 gram đấy. Thịt xay thì rơi vào khoảng tầm một lạ. Cá khô thì rơi khoảng tầm khoảng 100 gram. Đúng rồi, mình bổ dọc dài khoảng đến đây. Chúng ta nhớ là lưu ý là cắt cà tím nó đều nhau thì tộ cà tím của mình nó sẽ đẹp. Cà tím xong tôi quay sang tôi cơ cái cá. Cá thì chúng ta muốn làm cá ngon thì chúng ta mua cá khô về và chúng ta ngâm qua nước để cho cá nó được mềm. Sau đó chúng ta chế biến. Ở đây thì tôi đã ngâm rồi và bây giờ tôi đem chế biến. Cá thì chúng ta thái dọc như cá ra. Đây tôi quay sang thái tiếp. Ớt chuông. Đúng rồi. Đúng rồi, để tăng cái độ màu sắc cho món cà tím nó được hấp dẫn. Các loại nguyên liệu thì có thêm hành tây, nấm hương, ớt xanh đỏ, thịt xay, tất cả các này chúng ta đều thái chỉ ra.
tất cả nguyên liệu chúng ta đã sơ chế xong, bây giờ tôi quay vào tôi sơ chế bắt đầu chuyển làm món cà tím. Các bạn lưu ý là khi sơ chế cà tím xong thì chúng ta ngâm qua nước. Ngâm qua nước một chút nước muối và một chút giấm thì cà tím của mình nó sẽ không bị thâm. Tại vì khi mình sơ chế cà tím ra thì cái nhựa ra thì nó sẽ bị thâm với cả. Làm món ăn nó sẽ không hấp dẫn được. Mình ngâm trong khoảng thời gian bao lâu? Không, mình chỉ ngâm mình cho hết nhựa xong mình vớt ra luôn trong khoảng mình đảo. Anh Huyền thấy ngâm nó ra nhựa màu vậy. Đúng rồi. Món cà tím của chúng ta ngâm xong rồi, bây giờ chúng ta lại cho cà tím vào, chúng ta lăn qua bột. Chúng ta có thể chiên qua bột đao hoặc là bột lăng nhé. Chúng ta tẩm. Để cho cà tím nó giữ cái độ mềm. Ở ngoài nó giòn và trong nó vẫn giữ được độ mềm của cà tím. Đúng rồi, cà nó hay bị nhũn. Sau khi cà tím chúng ta vào bột rồi thì tôi đặt chảo, tôi cho dầu vào thì đợi dầu nóng, ta sẽ chiên qua cà tím. Rồi sau khi đợi dầu sôi rồi chúng ta bắt đầu cho cà tím và chúng ta chiên. Trong quá trình chiên là mình chiên với lửa to đúng không? Khi dầu già rồi thì mình cũng chiên theo lửa nó cũng vừa phải thôi, chứ không nhất thiết phải to quá. Tại vì cà này nó chiên thế nó chín dần vào bên trong. Trên cà giờ miếng cà người ta nó bên ngoài vàng hết thì là được. Trong thời gian chờ cà trên vàng thì chúng ta sẽ nói lại về cái nguyên liệu để làm cho món cà này. Thì các bạn lưu ý món cà này thì chúng ta có nguyên liệu có tỏi chiên này, có ớt xanh, ớt đỏ, hành tây, cà khô, nấm hương, thịt xay. Gia vị thì bao gồm muối, đường, hạt tiêu, hạt nêm, xì dầu và dầu hào. Vâng, món cà này sau khi chiên, chúng ta thấy chiên ở bên ngoài nó có độ giòn rồi thì chúng ta sẽ vớt ra. Tại vì món cà này nó cũng là món rau nên nó cũng nhanh chín. Chúng ta còn cho vào để chúng ta om nữa cơ, nên là không no. Bạn lưu ý tôi cho tỏi vào. Mình chi tỏi vàng. Đúng rồi, mình chi tỏi vàng. Tỏi mình cho lượng bao nhiêu anh? Tỏi thì mình cho khoảng tầm 30g. 30g tỏi. Tại vì tỏi này cho nhiều quá thì so với món cà tím này nó cũng không tốt. Nó sẽ làm mất hết cái vị của cà tím. Mình cho lượng vừa phải thì nó rất thơm. Các bạn lưu ý tỏi các bạn phi tà vàng lên thì mình sẽ lấy được cái vị thơm của tỏi. Tỏi trong tỏi thì nó có
không xin được rất chi là tốt. Chúng ta cho thịt vào đảo cùng tỏi nhé. Cá khô các bạn phải cho vào luôn để đảo cho cá khô nó ra. Nấm hương. Đúng rồi, cho tất nguyên liệu vào xào. Chúng ta xào thơm tất cả nguyên liệu lên. Đây tôi cho ớt xanh, ớt đỏ, hành tây vào. Khi xào tất cả nguyên liệu này lên rồi ta cho cà tím vào. Ta cho một tí nước vào cho nó đỡ bị cháy. Nước này là nước đặc biệt của nhà hàng, được chế riêng. Bây giờ chúng ta cho này, 20g mì chính, 20g hạt lêm, 10g đường. Xì dầu 10g. Dầu hào 10g. Bây giờ chúng ta sẽ cho ra liêu đất và chúng ta cho lên bếp chúng ta om. Và bây giờ chúng ta sẽ cho ra lưu đất và chúng ta sẽ om ở trên bếp để cho cà tím nó được ngấm hết các gia vị lại. Các bạn lưu ý là khi chúng ta om thì chúng ta om ở nhiệt độ nhỏ lửa thì cà tím nó sẽ, gia vị nó sẽ ngấm dần vào cà tím. Chúng ta đun to lửa thì cà nó sẽ không ngấm mà nó lại bị cháy. Và bây giờ tôi đã hoàn thành xong món cà tím om nồi đất. Và bây giờ tôi xin mời Thanh Huyền ăn thử món cà tím om nồi đất. Cà tím có vị dai, ngọt. Rất ngon, và món này ăn với cơm trắng thì rất tuyệt ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, vậy là chỉ trong một thời gian rất ngắn, Thanh Huyền và đầu bếp của Trung tâm Tổ chức Sự kiện Uribalex đã thực hiện xong món cà tím om nồi đất, một món ăn vô cùng hấp dẫn và dân dã. Thưa quý vị và các bạn, rất mong quý vị và các bạn sẽ có thể thực hiện món ăn này trong những ngày cuối tuần. Chúc quý vị và các bạn thành công. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.